cho quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho quý vị sản phẩm mới 4-in-1 của Minimori. Quý vị và các bạn, đây chính là dòng sản phẩm mới của thương hiệu Minimori mang nhãn hiệu MDMA002. Trước mắt quý vị là toàn bộ sản phẩm MDMA002. Các bộ phận của một bộ máy gồm có một khối inox, một nắp nhựa chất lượng cao, một bộ dao bốn lưỡi chia thành hai tập rất là sắc bén, một motor Minimori và ba khối nhựa. Mình có thể gọi sử dụng cái này gọi là mềm đi thì, và có một nắp để khi mà chúng ta xay bằng những cái bình này thì chúng ta có thể sử dụng nắp để đẩy lại luôn mà không cần phải đổi ra một cái bình thứ khác. Bộ máy có hai nắp lưỡi dao, đây là nắp lưỡi dao dùng để xay sinh tố. Nó cũng có bốn lưỡi. Khi mà vặn vào bình chứa thì chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ. Khi mà tháo nắp lưỡi dao ra thì chúng ta tháo ngược chiều kim đồng hồ. Đây là nắp lưỡi dao dùng để gọi là lưỡi dao nghiền, chúng ta có thể xay được các cái loại hạt khô, tiêu, cà phê, hạt điều mà cái chất lượng xay của nó sẽ rất là nhỏ. Về dung tích của ba bình, bình này dung tích bé nhất là 0,2 lít. Nếu như mà các bạn dùng để xay nghiền các cái loại hạt thì có thể chứa đến 60 gram. Dung tích lớn thứ hai là 0,4 lít. Dung tích lớn thứ ba là 0,6 lít. Thì thường cái bình chứa 0,6 lít này thường sẽ được mọi người sử dụng để xay sinh tố. Chất liệu của ba bình chứa này thì được làm từ nhựa ABS cao cấp, hoàn toàn an toàn với sức khỏe của mọi người. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn lắp thử về dòng sản phẩm này. Đầu tiên, với một chiếc khối inox như thế này, chúng ta sẽ lắp bộ dao của nó vào. Quý vị nhớ là chiều dao lắp đúng, nó sẽ vuông góc với nhau. Sau đó chúng ta sẽ lắp lưỡi dao vào cối, lắp nắp và lắp motor. Đây là nút công tắc xay, quý vị chỉ cần nhấn nhẹ là được. Thì có công suất là 500W, đồng thời động cơ của nó được thiết kế có phần cải tiến hơn, đó là có cái công suất tản nhiệt ở ngay sau thân máy luôn này. Trong khi hoạt động thì máy nó không bị nóng và tản nhiệt tốt hơn.
sẽ trở lại phiếu cho các bạn. Và bạn chạm vào những motor và ấn công tắc.